Tập phim Thức ăn nhanh. Xin chào các bạn, mình là Hamburger. Mình có cả rau và cả thịt nữa, rất là thơm ngon luôn đó. Các bạn có biết mình là gì không nè? Mình là nước ngọt. Sau khi ăn những món đồ chiên kia xong, các bạn sẽ sử dụng mình để giải khát đó. Còn mình là pizza. Mình có rất nhiều loại nhân, ví dụ như nhân thịt heo nè, nhân tôm cua và cả nhân xúc xích nữa. Và tập trước, các bạn Kem đã rủ chúng mình đến với lớp vẽ bút chì để gặp các bạn nhỏ đó. Các bạn đã gặp những bạn Kem chưa nào? Hôm nay, tụi mình đã dẫn cả một gia đình thức ăn nhanh đến để làm quen với các bạn nè. Chúng mình cùng gặp nhau thôi nào. Các bạn biết không, hamburger là một món ăn của phương Tây, bắt nguồn từ nước Đức xa xôi. Đây là món ăn rất hấp dẫn vì nó có rất nhiều lớp gộp lại cùng với nhau. Sự kết hợp giữa nhiều lớp cũng là một đặc trưng điển hình của loại bánh này. Nào là rau nè, một lớp rau sẽ giúp chúng mình không bị đau bụng đó. Thêm một vài lát phô mai và cà chua nữa nha. Chuẩn bị đến lớp mình thích nhất nè, một lớp thịt bò thật là thơm ngon. Và kết thúc là lớp bánh ở dưới đấy. Bạn hamburger của chúng ta có chuyện gì mà nhìn vui vẻ quá nhỉ? À, thì ra bên cạnh bạn hamburger còn có một người bạn nữa. Các bạn có đoán được đó là ai không nào? Nhìn những cây que thế này thật là quen mắt. À, mình đoán ra rồi, đó là bạn khoai tây chiên. Đã có rất nhiều sự tranh cãi giữa người Pháp và người Bỉ về nguồn gốc ban đầu của khoai tây chiên. Nước Pháp cũng dành là của họ, nước Bỉ cũng dành là của họ. Nhưng mà dù mình xuất phát từ đâu đi nữa thì khoai tây chiên cũng rất phổ biến và trở thành món ăn ngon không thể thiếu ở Việt Nam rồi. Khoai tây sẽ được dùng cùng với tương ớt hoặc tương cà. Các bạn chỉ cần cùng người lớn gọt vỏ củ khoai tây, rửa sạch, sau đó cắt thành từng miếng rồi đem chiên lên. Như vậy thì sẽ có những sợi khoai tây chiên thơm ngon, giòn tan luôn. Cả hai người bạn của chúng ta đang làm gì vậy nhỉ? Mình đoán là các bạn đang nhảy dây. Nhưng người nhảy đâu rồi ta? Cậu bạn của chúng ta nhìn thật giống một ly nước. Nhưng nước gì vậy nhỉ? À, là nước ngọt. Nước ngọt sẽ giúp chúng ta giải khát sau một bữa ăn no nê và ngon lành. Các bạn nước ngọt nhìn thật là vui tươi khi cùng các bạn chơi đùa và nhảy dây. Nhưng có vẻ cũng còn thiếu một vài người bạn nữa. Chúng mình cùng rủ thêm vài người bạn đến để cùng chung vui với nhau nha. Người bạn tiếp theo mà mình muốn giới thiệu là một bạn thức ăn rất phổ biến ở phương Tây. Đó chính là hot dog. Các bạn có biết hot dog là gì không nè? Hot dog là món ăn nhanh, gồm bánh mì mềm và xúc xích, kèm theo tương ớt và mù tạt nữa. Nghe có vẻ phức tạp vậy thôi, nhưng nó lại rất đơn giản, ăn lại gọn nữa, vì thời gian để chuẩn bị một chiếc bánh hot dog cũng không phải là lâu. Bạn hot dog dẫn theo ai thế kia? Mình là gà rán. Các bạn nhỏ chắc hẳn rất quen thuộc với mình rồi phải không nào? Gà rán giòn tan ăn rất là thích đó nha. Nhưng gà rán lại chứa rất nhiều dầu mỡ, nên các bạn đừng ăn nhiều, như vậy sẽ béo phì đó. Mình còn mang tới đây một bạn pizza thơm ngon nữa. Pizza được kết hợp rất nhiều nhân. Một chiếc bánh có thể có 4-5 loại rau củ và các loại thịt trên đó luôn đó các bạn. Đây chỉ là một góc của pizza thôi, nên nó sẽ có hình tam giác như thế này. Các bạn đồ ăn mà mình muốn giới thiệu với các bạn đã xuất hiện hết rồi. Thật là một bức tranh đồ ăn thơm ngon phải không nào? Các bạn cần phải có thêm sắc màu nữa thì mới hoàn hảo hơn hết. Giờ thì chúng mình cùng nhau tô màu cho các bạn thêm hấp dẫn thôi nào. Màu đặc trưng của vỏ bánh là màu nâu nhạt, cũng có thể là màu vàng nhạt nữa. Các bạn nhớ phải ăn nhiều rau củ nha. Rau củ sẽ cung cấp chất xơ cho chúng ta, giúp chúng ta khỏe mạnh đó. Phần phô mai, mình sẽ tô màu vàng. Thêm một vài lát cà chua tươi ngon nữa.
Mà hình như phần này giống phần hành tây hơn đó phải không các bạn? Mình không ăn được hành, nên nếu là mình sẽ chuyển sang cà chua. Còn lát thịt bò thì dĩ nhiên là màu nâu đậm rồi. Hamburger có đặc trưng là nhiều lớp, nên chúng ta có càng nhiều lớp thì món ăn càng hấp dẫn đó nha. Thêm một vài chi tiết nhỏ nữa. Khoai tây chiên bày bán ở ngoài rất nhiều, tuy nhiên để tiết kiệm, chúng ta cũng có thể tự làm nữa. Có thời điểm, khoai tây chiên là món đắt khách nhất thế giới luôn đó. Mọi người ưa chuộng sự nhanh gọn và vị ngon của khoai tây giòn rụm. Nhà nhà, người người đều biết đến món ăn này. Nước ngọt thì được làm từ các tạp chất, nên dù vị có ngon đến đâu thì các bạn cũng đừng uống nhiều nước ngọt quá nha. Sâu răng sẽ tìm đến các bạn và chúng mình phải đến nha sĩ đó. Các bạn có thể tự trang trí cho ly nước luôn nha. Chúng ta có thể vẽ thêm bông hoa hay họa tiết để ly nước thêm vui mắt nữa. Mà mình thấy các bạn thích ăn ở đây, bạn nào nhìn cũng rất là vui vẻ. Có lẽ vì các bạn được đến thăm các bạn nhỏ của lớp vẽ bút chì ngày hôm nay, nên trông ai cũng hào hứng cả. Cũng giống như hamburger, bạn hot dog của chúng ta cũng có vỏ bánh màu vàng nhạt hoặc là màu nâu nhạt. Lại có sự tranh cãi diễn ra giữa người Mỹ và người Đức khi họ giành nhau về sự ra đời của hot dog. Ở Việt Nam, hot dog khá phổ biến và được mọi người thưởng thức rất nhiều. Tuy nhiên thì mọi người lại chưa làm giống với vẻ ngoài của hot dog nước ngoài. Hot dog Việt Nam thường có hình tam giác, màu vàng nhạt và không có xúc xích dài kèm theo ở giữa phần bánh. Cà rán giòn rụm nên màu vàng đậm sẽ là thích hợp nhất. Cậu bạn đáng yêu của chúng ta xem ra chỉ có mỗi một màu mà thôi. Bản pizza thì sẽ có thêm nhiều màu sắc phong phú hơn nữa. Vỏ bánh của pizza cũng có màu vàng nhạt thế này nè các bạn. Các bạn tô cẩn thận tránh bị lem vào các phần khác nha. Pizza là con gái nên sẽ tô điểm thêm một chiếc nơ màu hồng xinh xắn như thế này nữa. Các bạn cũng có thể vẽ thêm băng đô hay thêm vài cái nơ nữa cho dễ thương nha. Các bạn thích ăn rau nào hay thịt nào thì cứ tô màu của thức ăn đó lên đây nha. Các bạn có thích cuộc gặp gỡ với tụi mình không nè? Tụi mình được gọi là thức ăn nhanh. Sở dĩ có tên gọi này là vì thời gian để nấu ra tụi mình thường rất là nhanh, mà lúc ăn cũng gọn nữa. À, mình còn quen biết các bạn đồ ăn khác nữa đó nha. Nếu các bạn muốn gặp bạn đồ ăn nào thì trả lời bên dưới để mình rủ các bạn đó đến đây để mọi người cùng gặp nhau nha. Chào tạm biệt các bạn.